thêm một hãng xe giảm giá gần 180 triệu đồng, cạnh tranh đối thủ cùng phân khúc bằng giá mềm. Nhiều dòng xe nhập khẩu đang chạy nước rút khuyến mại để cạnh tranh, với xe trong nước đang trong những tháng cuối cùng được nhận hỗ trợ trước bạ từ chính phủ. Đối với xe Đức, cuộc đua ưu đãi giữa những thương hiệu BMW, Mercedes-Benz hay Volkswagen càng về cuối năm càng quyết liệt. Trong đó, Volkswagen đang có giá sau giảm thấp nhất so với hai thương hiệu còn lại. Trong tháng này, có 3 mẫu xe Volkswagen được ưu đãi trước bạ là Tiguan All-Space, Passat và Polo. Ưu đãi này quy đổi thành tiền mặt và trừ vào giá xe. Đáng chú ý, mẫu Passat được ưu đãi đến 100% trước bạ, tương đương hơn 177 triệu đồng. Volkswagen Passat đang bán tại Việt Nam được nhập từ Đức với phiên bản Blue Emotion 2 giá 1,48 tỷ đồng. Nếu trừ khuyến mại chính hãng, chi phí lăn bánh Volkswagen Passat Blue Emotion 2 Full Option thấp hơn giá mẫu xe Nhật cùng phân khúc là Honda Accord 1,319 tỷ, chỉ ngang tầm Toyota Camry 2.5Q 1,235 tỷ và thấp hơn đáng kể so với đối thủ Đức là Mercedes-Benz C180 1,399 tỷ. Xét về trang bị, Passat có một số điểm nổi bật trong tầm giá như ghế massage hay điều hòa tự động 3 vùng. Các trang bị còn lại gần như tương đương các đối thủ. Động cơ xe là máy 1,8 lít, công suất 180 mã lực, kết hợp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Ở phân khúc SUV, Volkswagen đang có mẫu Tiguan All-Space, cũng được nhập Đức với hai bản là Luxury và Luxury S. Bản Luxury giá 1,849 tỷ đang được ưu đãi 120 triệu đồng trước bạ. Bản Luxury S cao cấp hơn giá 1,869 tỷ đồng được ưu đãi trước bạ 30 triệu đồng. Đối thủ của mẫu xe này là Mercedes-Benz GLB 200 đang có giá là 1,999 tỷ đồng. Trước khi có sự xuất hiện của GLB, Tiguan All-Space không có đối thủ 5+2 chỗ nào ngang tầm cạnh tranh. Mẫu SUV của Volkswagen có khá nhiều trang bị hiện đại, nếu đặt so với GLB như điều hòa tự động 3 vùng, ghế massage hay cửa sổ trời toàn cảnh. Động cơ 2 lít cho công suất 180 mã lực, kết hợp số ly hợp kép 7 cấp, hệ dẫn động 4 bánh và các chế độ lái hỗ trợ off-road. Volkswagen là thương hiệu xe Đức duy nhất có dòng xe nhỏ đô thị tại Việt Nam. Mẫu Polo thuộc phân khúc hatchback hạng B, giá xe là 695 triệu đồng, nhỉnh hơn một chút so với Toyota Yaris 668 triệu. Tuy nhiên, tháng này Polo hatchback đang được ưu đãi trước bạ tương đương 11 triệu đồng. Polo đi theo lối thiết kế đơn giản, chứ không bóng bẩy như sedan hatchback Nhật, Hàn. Bản nâng cấp 2020 vừa ra mắt vào đầu năm có thiết kế được trau chuốt lại một chút. Trang bị trong xe khác đầy đủ với vô lăng thể thao tích hợp nút bấm, để nổ nút bấm, màn hình 6,5 inch hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto, động cơ 1,6 lít có công suất 105 mã lực, kết hợp số tự động 6 cấp. Như vậy, sau ưu đãi, giá xe Volkswagen không chỉ cạnh tranh với các thương hiệu Đức khác, mà thậm chí còn mềm hơn giá xe Nhật cùng phân khúc. Hãng xe này chỉ tập trung vào một số dòng chủ lực tại thị trường Việt Nam, như SUV 7 chỗ 5+2, sedan hạng C, D và sedan hatchback hạng B chứ không mở rộng quá nhiều phân khúc như đa số thương hiệu khác.